sáng hôm nay là phải quay hình cho đài truyền hình, xong buổi trưa mới bay ra Hà Nội. Nhưng mà bạn bạn nên nhớ rằng ngày xưa máy bay chỉ có Vietnam Airlines thôi, ừ. mà mà không nhiều chuyến như bây giờ, cho nên mình phải tranh thủ thì mình quay hình cho đài truyền hình xong là mình xách gói mình chạy thẳng ra sân bay liền. Ra sân bay mình bay ra tới Hà Nội Một cái là chuẩn bị uh, make up, thay đồ để uh, ra hát liền buổi tối. Hát xong buổi tối thì sáng sớm tinh mơ là phải chạy ra ngoài. Uh, ngoài sân bay á để bay về à, nha trang hát ở nha trang một cái event rồi mới bay về sài gòn hát buổi tối thì lúc đó là mình mình nói là phải là là cả một cái kỳ công á, một cái kỳ tích á vì lúc đó máy bay nó hiếm nó không như bây giờ và show nó không có phải á, là ai cũng chạy như mình kiểu đó mình chạy show là người ta cũng sợ người ta đau tim á vì không biết mà à, máy bay có delay hay không không biết mình có tới kịp show hay không về tới sài gòn một cái á, là sáu giờ bốn là đi hát liền Yes. một chỗ chỉ có xuất hiện từ 10 đến 15 phút thôi Được. là bởi vì mình chỉ hát um, hai bài khán giả họ la trời ơi họ la dữ lắm luôn mà ngọc ánh đó, dạ à, à, xin phép cho ngọc ánh à, hẹn gặp lại đêm mai vì à, thời gian có hạn mà đêm nào cũng nói câu đó chứ không thể trễ có nhiều cái anh chạy lên là anh chỉ cầm cái lượt anh chả chả cái đầu đó tóc cũng đơn giản vậy thôi à, cởi cái áo khoác cái là lên hát liền giống như là mà, mà mình ở trên trời bay xuống vậy nó trời tôi nói nó không thể tưởng bơ phờ luôn phà mình kéo cái, cái là phờ phạt luôn chạy vậy đó nhưng mà lên là hát hát dễ sợ vì sao vì là tuổi trẻ thì bây giờ đúng là nghe những gì mà chị ánh kể thì đối với nhiều bạn trẻ bây giờ kể các ca sĩ trong nghề thì người ta thấy nó như chuyện cổ tích ấy <laughs> tại vì cái này nó đã qua lâu lắm rồi <laughs> bây giờ người ta không chạy sâu theo kiểu như thế nữa <laughs> nhắc đến ngọc ánh ấy người ta còn nhớ đến một cái dấu ấn nữa mỗi một lần thì là mới đức hay post những cái hình cũ của những ngọc ánh lên ấy thì là nhiều người vẫn hay vào họ nhắc đến một cái dấu mốc không thể nào phai mờ đó là chương trình gala 90 đã có hai ca sĩ gọi là song ngọc của miền Nam là Ngọc Ánh và Ngọc Sơn là làm mưa làm gió hàng tháng trời ở ngoài Hà Nội hôm nay ngồi đây những kỷ niệm nào của Gala 90 trở về với chị Gala 90 là dễ sợ là không bao giờ có lần thứ hai à, lúc đầu là ảnh mời một tháng chứ à. anh nghệ sĩ nhân dân Trần Bình á mà ảnh vô ngay tại chỗ trống đồng luôn ảnh đi tìm Ngọc Ánh mình vừa mới hát xong rồi mồ hôi mồ kê vậy mình không biết là anh nắm cái tay mình anh anh nếu mình đi ra ngoài liền anh hỏi liền nói chuyện liền tại chỗ và trên tay ảnh có chiếc nhẫn năm chỉ ảnh oh. rút cái chiếc nhẫn ảnh đưa cho <laughs> mình liền ngay tại sân khấu trong đồng em giữ cái này à, làm tiền cọc cho anh nhé, là mua vé máy bay để mà bay ra hà nội diễn ở hà nội xong đi hải phòng diễn ở hải phòng hình như là chỉ có một tuần thôi đi bằng xe lửa lúc đó là vui dữ lắm luôn mà đặc biệt một cái ngày mình không bao giờ quên đó là ngày 8 tháng 3 năm xuất hát từ 8 giờ sáng xong là 10 giờ rưỡi hết hay là nghỉ nghỉ tới 11 giờ rồi vô hát xong nghỉ đến chiều hát nữa tối hát hai suất nữa.